Move, move like the guy. Okay, sorry. Go! No! No! Go! Do it! Ah! Oh, yeah, right there. What are you doing? Follow them! The most money you still have. Yeah. You're a median income for a lifetime. Mấy người thật là tội lỗi á. Sao tội lỗi? Nhảy đi. Mình bỏ trên đầu mới quay được. Em có thấy chị quay không? Nhảy đi, đừng có phá mà. Chơi hết mới đổi được mà. Chị kỹ vậy, đổi được mà. Thôi cứ chơi đi. Đổi rồi. Tiếp đi, continue. Who chose this song? Me. I'm sorry. Em bị sao thế? No. Ăn hại đây. Em kỹ quá à, chị. Coi chừng nha, nhảy dập vô chân nhau là vui lắm á. Careful. Coi chừng Việt Nam mắt ai cũng là giống như. Everybody just have a good time. Em đang muốn phá mấy người này quá à. Phá gì? Ví dụ. Chỉ do không? Vậy thì em phá đi. Không ai nhìn mày đâu này. Què. Nhảy. Nấu nghệ đúng không? Hỏi tay đúng không? Nóng thiệt á. Mở ra 40 giây rồi à. Cố lên. Cố lên mệt rồi. Mày lên. Mày lên. Nói thiệt á, nãy giờ em muốn 3 ly mà em chả thấy được cái sữa trong bụng nữa. Chắc tại đây bỏ sữa, chị Thanh này chị bỏ đường hết mà. Không dám đâu, bỏ chè nhiều lắm á. Vậy hả? 3 ly rồi đó, nhảy như vậy tiêu hết rồi. Get up, get up, get up. Chơi này xong chơi cái cuối vui lắm. Chơi bowling rồi. Bowling hả? Có bowling không? Chơi bowling đi. Bowling em thắng. Em chơi bowling rồi. Em chơi bowling. Em chơi bowling đi. Để ra làm gì đi. Ủa ai thắng vậy? Hít sâu vô. Thiệt, hít sâu vô, thở ra. Wow, trên 5 sao luôn rồi kìa. 4 sao. Công nhận nha. 5. Có một green kìa. Đây đúng rồi, green. Đấy, chị dậy từ đầu tới cuối luôn. Giờ chị thủ hết đều luôn rồi. Công nhận coi. Chắc chơi qua rồi nè. Cái này sức khỏe dồi dào. Sức khỏe dồi dào. Trời ơi, nó đi sai vậy ơi. Anh, em muốn đang đang muốn tập chiêu. Skill gì nữa? 21 vô đen, biết nhảy. Tắt đây. Nè. Thật rớt gì nè. À, cái đây thấy mọi người ơi, đang quay phim. Rồi xong hết tiền rồi.